Dưa khỉ, dưa khỉ miền Tây. Dưa khỉ leo cây su đũa. Đây làm hai chồng vui quá ha. Trời ơi, anh làm ơn không chứ bà xã anh ở trong nhà làm chuyện nhà. Dưỡng ăn cho bóng mà còn nói gì nữa. Dưỡng cho bóng hả? Đây em Thanh cắt một xe sữa rửa nè các bạn ơi. Tổng đàn giờ nhiêu Thanh? 26 con. 26 con mà xe này buổi chiều dư sức rồi. Trời. Vợ anh nhiêu là đủ rồi đó. Bên ăn thiếu nó là. Bên anh 30 mấy con là nhiêu đó buổi chiều đó. Cái su đũa thấy mê dê mà được ăn su đũa là nó rất là mướt các bạn ơi. Cắt thủ hôm mai nữa hả? Chứ lượng thức ăn cỡ này đây mà còn đi cắt nữa. Cái đó là hôm qua xịt khai quang đó hả? Xịt khai quang rồi cắt về bỏ luôn. Mồi của em Thanh cắt rồi bỏ luôn các bạn ơi. Không biết thì cắt ngay chỗ xịt khai quang á. Rồi về chủ ra nói chở về tới nhà nè, rồi bỏ luôn. Quá, hai chồng giỏi quá. Có vợ có chồng tát biến đông cũng cạn. Mấy anh dê ăn su đũa nó mướt rượt luôn các bạn ơi. Ở đây là hình như không có cho ăn thứ ăn luôn hả Thanh? Ừ, mấy con được em Thanh mua về để dỗ. Nó mới gượt luôn. Chỉ cần su đũa thôi là đủ chắc rồi. Khỏi cần tốn một hộp thức ăn nào hết. Dê vẫn phát triển tốt. Lông mới gượt luôn. Này con nào đẻ tách ra đây Thanh? Con kia bán này. Bán mẹ hả? Tách ra cho ăn su đũa nè. Người ăn tới ngán luôn á. Con nhỏ cho nó ăn đại nhiều. Ăn mà ngán mồi luôn chứ không có còn đường nào nữa nha. Mẹ nó bị hư vốn. Động cho nó thêm cái gì khác, cỏ gì thêm. Chứ này ăn hoài riết nó cũng ngán. Hồi tháng mấy mẹ nó hư dấu rồi. Vậy đó hả? Hồi đó mua của anh ta hay gì không mẹ? Không có. Về nhà hả? Con này. Cái con nó mới bắt về sao giờ nó đi học. Nuôi cũng hơi lâu rồi, lâu mới phát lên à. Giờ nó chắc bị kẹt. Chắc bị bó chân á. Có bó chân không? Bó chân nhưng mà ta tê chút hết mà. Trời. Này nó tê nhiều khi 2-3 ngày luôn á, chặt á. Dữ vậy? Ừ. Con có từng lễ luôn á. Nếu mà bó chân đường xa bởi vì đâu dám bó chân. Vậy hả? Mấy cái này thù lù quá trơn rồi. Cái con này hình như lứa 2, lứa 3 gì phải không Thanh? Lứa này đang chữa lứa 2. Lứa 2 hả? Bự hả em? Ừ, hồi đợt trước hình như con này hay con kia nhỏ con. Con nhỏ con em bán hả? Gì đó hả? Bán rẻ. Có con của anh bữa hổm mà con 5 mấy ký ấy, tướng tá kịch cộm hơn là nhiều. Có sừng không? Cũng giống màu vậy nè. Có sừng không? Có luôn. Có sừng. Ừ, mà hình như hơi già đó phải không? Ừ, con nó tầm bao con lứa gì đem cho chú Liệt ở trong nuôi à. Nuôi ghẻ hay sao? Ừ, nuôi ghẻ. Cặp này cũng tốt quá ha. Con nó là tơ đó. Con này tơ đây hả?
tôm mà bự con quá ha. Chưa trồng. Đang vô chữa. Đi bữa nay như có chia sẻ mấy về cái phải không? Cái nhỏ. Thấy đám mồi là phái rồi đó. Cái này dây đầu cộ với su đũa. Ăn cái này không nứt da luôn các bạn ơi. Bốn con này đây hả Thanh? Bữa nay em Thanh cũng có bốn con dây cái các bạn ơi. Cũng bách thảo lai. Bốn con này thì anh em về thúc. Nuôi giống cũng được mà để ra thịt cũng được các bạn ơi. Bốn con này em Thanh chia sẻ với giá là 11 triệu các bạn. Một con này màu đen hả? Chứ còn ba con kia thì cũng lai từ bách thảo ra các bạn ơi. Thì cha cũng bo lai. Rồi ra mấy con nè. Dê này chân cẳng cũng to lắm. Bốn con 11 triệu. Cái này là trên 20 kg hết rồi các bạn ơi. Con này thì lớn rồi. Chân cẳng nữa nè. Ui vậy. Cái này là chắc cặp nó ha Thanh ha. Hai con đen này nè, giống thịt à. Chúng mẹ. Còn cái con đầu lật lật với con này các bạn ơi. Bốn con này các bạn. Thì anh em nào có nhu cầu mua bốn con dê giống này nè thì liên hệ trực tiếp với em Thanh nghe các bạn ơi. Dê cũng hàng bách thảo lai. Mình có để số điện thoại của em Thanh đó. Kênh mình thì cũng chia sẻ giùm bà con đó các bạn. Thì cũng cấp này cái lượng dê cũng ít ra các bạn ơi. Rồi video chia sẻ bốn cái giống của em Thanh nè các bạn. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua dây giống hoặc là mua về để dỗ thịt đó các bạn thì cứ liên hệ trực tiếp với em Thanh. Thì số điện thoại của em Thanh mình sẽ để lên màn hình video nha các bạn. Thì có gì anh em cứ thỏa thuận giá cả trực tiếp với em Thanh. Thì anh em đường xa thì có thể hỗ trợ một ít tiền xe cho anh em các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình để đi tìm những con dê giống và chia sẻ được những con dê cho anh em nghe các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn.